Chào các bác, video hôm nay em đặt trần lên sóng cho các bác một siêu phẩm cặp loa Mỹ độc lạ và rất là hiếm gặp ở trên thị trường. Cặp loa Emry, model là 9000 Ryan Grandier. Đây là một trong những cái dòng loa Mỹ cổ và có một cái thiết kế rất là đẹp và đặc sắc, một trong những cái cặp loa được khá là nhiều anh em sưu tầm. Và số lượng người sở hữu cặp loa này và tại Việt Nam cũng không có nhiều các bác nhé. Cặp Ryan 9000 là hết số của dòng loa Ryan. Cặp này thì hãng nhấn mạnh đây là một trong những cái hệ thống loa hoàn hảo nhất ở trên thế giới, thưa các bác. Thiết kế rất là độc đáo với cái hình của nó. Cái hình tổng thể của cặp loa là cái hình trụ lục lăng. Nó có tới 6 cái mặt loa luôn. Thiết kế hình trụ lục lăng, chiều cao tổng thể là 73. Và cái hình trụ này thì em sẽ tính cái đường kính. Cái đường kính ở phía trên nóc nó là 50cm thưa các bác. Và cao là cao 73. Cặp loa này thì toàn bộ thùng vỏ sẽ làm bằng gỗ thịt. Gỗ thịt 100%. Và các cái mặt gỗ họ ghép lại với nhau thành một cái hình lục lăng. Phần chân đế thì làm riêng. Đấy, các bác thấy không? Có một cái thiết kế rất là tỉ mỉ và trau chuốt. Cái phần chân đế đây. Đấy, ở dưới thì nó vát các cạnh, sau đó thì nó lại hình tròn. Logo của Emry có cái hình vương miện rất là độc đáo, hình thức quá là đẹp luôn. Phía trên cùng thì có một cái phiến đá cẩm thạch. Đá này đá của Bồ Đào Nha các bác nhé. Tạo cho cái cặp loa một cái vẻ sang trọng và đẳng cấp. Anh em thì thường gọi đây là một cái dòng loa trấn trạch, một cái dòng loa phong thủy. Ngoài cái tác dụng để cho các bác nghe nhạc, còn là một cái vật trang trí, một cái vật phong thủy để nó mang lại tài lộc cũng như là vượng khí cho chủ nhân, thưa các bác. Đấy, một cái cặp loa rất là đặc sắc. Về cái cấu hình của cặp loa này thì chúng ta sẽ có một cái loa bát đường kính 40, bát đánh úp gầm, tức là nó úp xuống mặt đất luôn, và cái lỗ thông hơi ở xung quanh thùng loa luôn. Đấy, giúp cho cái âm bát nó sẽ lan tỏa khắp phòng nghe. Đây là cái lỗ thở đây. Cái bát đã đánh úp gầm xuống và có một cái tán âm ra. Đấy. Cái bát này bát 40 rất to, củ nặng, củ to gần bằng mặt luôn. Đấy, các bác lên mạng các bác tra hình thì sẽ có cái củ loa bát. Còn đây là cái phần loa mid dom và loa chép dom. Cái mặt này đấy là mặt kim loại các bác nhé. Đấy, mặt kim loại mạ vàng rất là đẹp luôn, mid dom và chép dom. Đấy, phía trên thì có một cái phiến đa cẩm thạch. Đây, các bác xem thiết kế hình trụ lục lăng rất là đặc sắc. Đây là những cái mặt những cái vách gỗ, các cái vách gỗ họ ghép vào nhau, 1 2 3 4 5 6 cái vách gỗ họ ghép vào nhau và có những cái đường khớp nối. Đấy, làm bằng gỗ thịt luôn, tất cả đều làm bằng gỗ thịt luôn. Bên em thì thi thoảng cũng có về được những cái cặp Emry 9000, nhưng mà để đẹp được như cái cặp loa này thì không có. Cặp này là cặp gần như là đẹp nhất rồi. Đấy, từ trước đến giờ cặp này gần như đẹp nhất rồi, xuất sắc luôn các bác xem. Đấy, cái tuyến loa của cặp này vâng xuất sắc luôn. Đấy, nét căng thùng vỏ, góc cạnh cũng như là cái phần tuyến loa rất là đẹp luôn. Đây các bác chúng ta cùng xem. Đấy, một cái cặp loa mang cái giá trị sưu tầm rất là cao. Nếu như các bác bỏ tiền ra chúng ta mua một cái món đồ cổ đấy, có những cái giá trị rất lớn, mấy chục triệu, thậm chí đến vài trăm triệu, tại sao chúng ta không mua một cặp loa cổ vừa nghe được, vừa chơi được và vừa trưng bày được. Cặp loa này thì các bác có thể để rất là nhiều những cái vật trang trí lên trên cái phần nóc đá phía trên. Các bác có thể để loa âm ly, để đầu cối, để đầu CD đĩa than bên trên. Các bác cũng có thể để lọ hoa, tượng, rồi rất là nhiều các cái vật trang trí khác. Nói về cái chất âm của cặp Emry 9000 thì cặp này cho một cái tiếng bát rất là sâu, mạnh. Đấy, bát có lực, bát này rất là có lực luôn các bác nhé. Bát 40 nhưng mà củ từ to. Em cũng có một số cái video ngày trước em bán, em test cái cặp này rồi. Thì các bác mở lên YouTube thì các bác xem lại. Cái tiếng bát đánh rất là lực luôn. Phần trung âm và tép nó chi tiết, sáng. Đấy, rất là sáng luôn. Đây, các bác xem. Đấy, cái phần nóc đá rất là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ ngửa lên và cho các bác xem cái phần
cấu tạo ở phía dưới. Đây là cái phần cấu tạo phía dưới của cọc Emride 9000. Cái phần cọc loa này, cọc loa cổ các bác nhé. Model đây, Emride model 9000 Ryan Grandier. Đây hãng họ nhấn mạnh là What's the most affordable perfect speaker system, tức là hệ thống loa hoàn hảo nhất trên thế giới. Đấy, rất là hay. Rất là hay. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được cái một chút về cái củ bát. Đây là cái xương loa bát đây. Đấy, nó màu trắng ở trong, xương gang đúc, và đây nó to gần bằng cái đường kính của cái thùng loa luôn, và nó đánh úp xuống dưới. Đấy, rất là khục và gấu. Đấy, model của loa đây. Cái loa này thì bên em có cái giá mức giá giao lưu là 33.500.000 đồng cho một cặp đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Các bác có nhu cầu alo cho em. 33.500.000 đồng cho cặp Emride 9000, giá không bao gồm phí ship từ các bác. Cảm ơn các bác.